Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món bò kho. Ở đây mình có nửa ký bò nạm. Thì bò nạm khi nấu lên, thịt bò sẽ có độ giòn và không bị khô ha. Bên đây là cà rốt, hành tây, sả cây, các hương vị, tỏi xay, hành tím xay. Còn đây là hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, gừng để khử mùi tanh nha. Đây là ớt bột Hàn Quốc. Còn đây là bột nghệ. Có cả màu dầu điều nữa. Nhưng vì nguyên liệu hơi nhiều, mình chỉ giới thiệu những cái loại mà các bạn ít để ý tới. Thì ngũ vị hương, nước ướp mai quế lộ, bột cà ri, cùng các gia vị thông thường có trong gian bếp của mình nè. Đường, bột ngọt, cà no, tiêu xay, nước tương. Trước khi mình nấu bò kho, mình phải xử lý cái mùi tanh của bò nha. Cho vô nồi nước một chút gừng. Chờ cho nước nó sôi lên, các tinh dầu trong gừng nó ra, thì mình sẽ bỏ thịt bò vô mình trụng khoảng 2 phút ha. Rồi mình vớt ra. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho bò vô trụng nè. Mình sẽ cắt bò ra nha. Và mình cắt cỡ này là được rồi hả? Cắt xong mình sẽ hốt ra một cái thau nha. Và mình sẽ ướp thịt bò để cho thịt nó thấm ha. Một muỗng bột ngọt, một muỗng cà no, nửa muỗng muối, một muỗng đường cát đầy, nửa muỗng tiêu. Đây là bột nghệ nha, mình sẽ cho vô để tạo màu. Ớt bột Hàn Quốc ha. Màu dầu điều. Đây là mai quế lộ, mình sẽ cho vô một chút. Ngũ vị hương. Và đây là bột cà ri ha. Nước tương. Mình cho vô khoảng 2 muỗng. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên nha. Mình sẽ dùng cái bao tay thực phẩm. Mình trộn lên nó đều hơn. Phần tỏi xay với hành tím xay, mình sẽ cho vô mỗi thứ một muỗng. Mình ướp trong vòng một tiếng ha, cho cái thịt bò nó thấm các gia vị luôn. Cái phần hành tây mình sẽ cắt cái múi cao ra. Hốt hành tây ra cái dĩa. Cà rốt mình sẽ đào vỏ ra. Cà rốt này tỉa hoa cho đẹp ha. Mình tỉa giống cái này nè. Mình sẽ tỉa cái hình dít dắt ở giữa là mình sẽ được hai cái ha.
mình dấn sâu vô và mình chỉ dặn nó qua như vậy là mình có được hai trái rồi ha. Mình bắt cái chảo lên, cho vô một chút dầu để mình xào cà rốt ha. Để khi nấu thì cà rốt nó sẽ không bị bể. Dầu nóng cho một chút hành vô nè, tỏi. Đợi cho hành tỏi thơm rồi mình mới bỏ cà rốt vô nha. Sẽ cho cà rốt vô nè. Để cho cà rốt đậm đà khi ăn thì mình cho vô một chút cờ no nha, một chút bột ngọt. Để cho tỏi với lại hành á, mùi tỏi với hành nó rút vô cái cà rốt cho thơm. Khi ăn thì thức ăn của mình mới thơm được nha, mới ngon được. Rồi như vậy là cà rốt nó đã rám cái lớp bên ngoài rồi, khi nấu nó không bị bể. Mình cũng dùng là cái chảo này cho vô một chút dầu nè, phần hành tím và tỏi. Khi cái phần tỏi với hành tím vàng có mùi thơm rồi nè, mình sẽ cho cái bò vô mình xào nha. Mình sẽ xào trong 5 phút nha, để cho cái phần tỏi hành nó rút vô cái miếng bò nè. Đảo một chút để cho cái phần hành tỏi nó rút vô thịt bò. Lúc này mùi của các gia vị quá trời thơm luôn nè. Mình đợi cho bò nó săn lại một chút. Mình sẽ cho qua một cái nồi nha. Rồi mình có chuẩn bị nước dừa, mình sẽ cho vô ngập mặt luôn nha. Xả cây, mình dùng 3 cây đập dập cột lại cho nó gọn nha. Bỏ vô đây cho nó thơm nè. Gừng đập dập mình cũng cho vô luôn nha. Bếp bên đây mình quế vô nha. Các cái loại hoa hồi này nó dậy mùi thơm. Rồi mình sẽ tắt bếp. Rồi mình cũng cho lá quế vô, hoa hồi rồi vô nha. Mình hầm trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì cái nước trong nồi nó cạn rồi nè, mình sẽ gấp cái phần sả mình bỏ đi ha. Cái phần nước trong nồi nó rút đi, mình sẽ gấp những cái sả nè, lá và hoa hồi mình bỏ đi ha. Rồi bây giờ mình cũng cho nước vô thêm để bù lại cái lượng nước ban đầu ha. Cho nước vô xong mình sẽ nấu thêm một chút nữa nha, để cho nó mềm hẳn luôn. Nồi bò kho bây giờ cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần cà rốt vô. Đầu tiên là mình nấu bò kho với nước dừa. Mình để nước dừa ngập mặt. Mình hầm 30 phút. Sau 30 phút thì nước dừa nó rút bớt, cạn bớt thì mình sẽ đổ nước lọc vô và mình hầm thêm 30 phút nữa. Bây giờ nồi thịt bò của mình cũng đã mềm rồi. Mình cho cà rốt vô nè. Để nêm lại cái nồi bò kho của mình nha. Mình nếm thử là mình thấy vừa ăn rồi. Mình không cần nêm cái gì nữa hết.
Các bạn cũng nên nêm lại theo khẩu vị của gia đình các bạn nha. Vớt bọt ra bớt nè. Dùng 2 muỗng bột bắp, 4 muỗng nước lọc mình khuấy đều, rồi mình sẽ rưới cái phần. Nồi bò kho lúc này bây giờ rất là thơm ngon và màu sắc rất đẹp nha. Trong thịt bò dồi dào chất sắt, bổ sung lượng máu cho cơ thể rất tốt nha. Còn cà rốt thì ăn rất là đẹp da luôn. Bây giờ mình sẽ cho bò kho ra dĩa nè. Bây giờ rất là thơm ngon và màu sắc lại đẹp nữa ha. Nếu các bạn yêu thích công thức này, hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn!